Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn. Hôm nay thì hôm nay mình ăn mì gói, mình review cái mì gói các bạn. Mì gói này của Mỹ, làm ở Mỹ các bạn, không có bột ngọt. Thử coi nó là có ngon hay không. Thì mình ăn chung với lại chả lụa của mình, rồi nước sốt của mình, nước nấu của mình. Còn cái này đó là mình ăn cái mì thôi, chứ mình không có ăn cái chất bên trong. Đây, đây là bên trong của nó nha. Thì nó đâu có gì đâu, nó chỉ có cái bịch muối nó diêm thôi. Mình sẽ đổ ra. Và sau đó mình sẽ đổ nước sôi vô, mình trụng rồi mình đổ ra bạn, giống như mình rửa, mình trụng cho nó sạch vậy đó. Khoảng 10 giây, 20 giây á. Rồi cái mình đổ cái nước sôi đi. Rồi, đổ nước sôi ra coi. Đại khái là vậy. À, mình bỏ một xíu đồ của nó vô thôi. Nên ớt nó cay cay xíu nữa các bạn. Đây, đây là cái tô mì gói tự chế các bạn ha. Có mì thôi, còn măng á, là mình nấu nè, mình mua nè. Măng này lâu lâu ăn lần thôi, chứ ăn nhiều quá cũng tốt. Được hai miếng chả lụa. Mì gói này của Mỹ. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ review từng phần một. Trước tiên mình xin thử một miếng măng. Măng này thì nó không có tốt gì hết đó các bạn ơi. Nó ăn nó ngon nhưng mà ăn vô nó đau nhức lắm. Nó ngọt của măng đó. Thì mình có được mình nấu nước cái nước lèo á bằng thịt gà nha các bạn, đùi gà. Thì mình lấy cái xương mình dục qua. Hai miếng chả lụa này mua ở ngoài, mua nguyên cây á, cắt ra mời các bạn nha. Ăn nguyên tô này là no rồi. Nếu còn thật sự á, mà ăn tô mì gói đúng nghĩa của tô mì gói luôn á, nó không có chất gì đó. Ăn đó ăn khẩn cấp thôi, chứ còn mà ăn mà muốn có chất thì phải có nước lèo là của mình nấu nước từ cái thịt gà ra, đùi gà, xương gà, rồi bỏ thêm cái nỗi kia cho nó mới bổ các bạn, chứ còn mì gói không là nó không xong à. Muốn ăn được vậy thì phải ở nhà thôi, chứ còn mà đi làm mà nấu ăn được. Nói chung một tô mì gói này của cái mì gói này của Mỹ nấu ra nó cũng nhiều lắm. Này đùi gà các bạn. Ở Mỹ này nhiều nhà Việt Nam là người ta mua nguyên con gà luôn, nhiều khi người ta nấu nước không à, người ta đổ nước cốt á, rồi để dành từ từ, người ta nấu hủ tiếu, nấu mì gói, nấu nữa kia nó ăn, không có dùng cái bột của mì gói các bạn. Nói tới mì gói là nhà mình đầy. Mua dự phòng quá các bạn. Nó ngon là nãy gì nó ngon nước cốt gà, chứ không phải nó ngon gì cái mì gói mình mượn nó thôi. Nó ngon giòn măng, nó ngọt nước. Thank you.
ở Việt Nam mà dễ rồi, đi ra quán ăn nó dễ các bạn. Còn ở đây giờ đi ra đến hiện tại bây giờ đang là 8-9 giờ sáng mà đi ra quán, quán nào mở cho mình thì tự nhà nấu ra. Việt Nam mà mới sáng 5-3 giờ sáng là có người bán, nó dễ dàng hơn. Thì sống đâu quen đó thôi, phải chịu. Cảm thấy nó no á. Miếng da bà bỏ ra. Hấp hết nước luôn, nước này là nước nấu từ gà ra cho nên mình biết nó tốt. Có măng, có thịt gà, có chả lụa, ăn nó no các bạn, không có thiếu rau, không có rau. Trời hết luôn, đúng no luôn á. Bưng cái to là húp nè, thì không nên khi mà mình đi ra ngoài đường các bạn, nhưng mà cái này là ở nhà mình ăn mà, cho nên mình húp mà đi ra đường mà bưng to này là coi kỳ lắm. À, ăn xong rồi no các bạn, đủ năng lượng để đi làm. Thì đây là những gì mình muốn chia sẻ các bạn, review cái mì gói mua ở Mỹ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha, nhớ đăng ký và ủng hộ mình. Xin chào, bye bye.